người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả, hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết chân dung nghề nghiệp, tập 1, nghề Headhunter của tác giả Adel Doan viết trên Spy Room. Còn mình là Việt Anh, AI chạy bằng cơm của Spy Room. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Lời tác giả: mình viết series này hy vọng có thể cung cấp đầy đủ thông tin nhất về một nghề cho các bạn. Hy vọng các bạn có thêm thông tin khi chọn nghề. Tập 2, các bạn muốn biết về nghề nào thì hãy comment cho mình biết với nhé. Adel có 3 năm kinh nghiệm trong mảng Headhunt và từng làm cho các agency như Havinash và Navigo Search. Network của mình rất nhiều bạn làm ở các agency khác nhau, nên hy vọng sẽ cung cấp được cái nhìn tổng quan cho các bạn về toàn cảnh thị trường. Vì bài viết thường xuyên sử dụng thuật ngữ của ngành, nên các bạn tham khảo trước những từ khóa dưới đây trước khi đọc bài nha. Một số keywords cần biết. Headhunter là người làm việc tuyển dụng thuê cho các công ty. Client là công ty sử dụng dịch vụ Headhunt. Headhunting agency là công ty cung cấp dịch vụ. Consultant, recruitment consultant hoặc là headhunter là chuyên viên tư vấn tuyển dụng. Bonus là phần thưởng ngoài lương mà Headhunter nhận được khi tuyển dụng thành công. Job là vị trí tuyển dụng của client. Hiring manager là người có yêu cầu tuyển dụng ở phía client. Reference check là kiểm tra thông tin tham khảo. Bonus scheme, commission scheme là cách tính thưởng cho Headhunter. Career roadmap là lộ trình thăng tiến. Move up là thăng chức. Offer là lời mời làm việc. Target là mục tiêu về doanh số mà mỗi Headhunter phải đạt được. Biller là người mang về doanh số. Industry là lĩnh vực của các công ty khách hàng, ví dụ như banking, FMCG, Hospitality, Industrial Manufacturing. Function là chuyên môn của vị trí tuyển dụng, ví dụ như HR, Finance, Marketing, Sales. Talent Acquisition là thu hút nhân tài, một chức danh khác về tuyển dụng, khối lượng công việc nhiều hơn Recruiter. Hiểu đơn giản thì Marketing cộng với Recruiter bằng Talent Acquisition. HRBP là viết tắt của Human Resources Business Partner. C-Level là Chief Level, nghĩa là cấp quản lý cấp cao. Range lương là khung lương. Giờ thì chúng ta cùng đi sâu vào nội dung chính của bài viết nào. Khái quát về nghề, Headhunter là gì? Headhunter là nghề tuyển dụng thuê cho các công ty khách hàng. Nếu tuyển dụng thành công thì công ty khách hàng sẽ trả tiền cho agency phí tuyển dụng. Các công ty làm về dịch vụ tuyển dụng đó gọi là Headhunting Agency. Có nhiều lý do mà một công ty phải thuê Headhunting Agency tuyển dụng bởi vì: thứ nhất, nhiều công ty mới vào Việt Nam không hiểu rõ thị trường lao động, không có chuyên viên về nhân sự. Thứ hai, bộ phận nhân sự của công ty quá tải, không có thời gian tuyển dụng. Thứ ba, nhiều vị trí khó cần các agency hỗ trợ. Thứ tư, vì lý do đặc thù mà công ty không tiện liên hệ trực tiếp với ứng viên, ví dụ như bảo mật hay công ty đối thủ, vân vân. Hầu hết các headhunter đều phải có target hay mục tiêu doanh số cần phải đạt được. Đó là lý do nhiều người coi công việc headhunt hơi giống sales. Tùy công ty mà mỗi mức doanh số đặt ra cho headhunter là khác nhau. Đây là mức không quá khó, nhưng cũng không phải là quá dễ dàng để đạt được. Một headhunter làm tốt là người vượt target của công ty nhiều nhiều. Nếu chỉ ở mức đạt target thì chỉ là mức trung bình của thị trường mà thôi. Làm với ai? Trong một headhunting agency, các bạn consultant, headhunter được coi là bộ phận sales, mang lại doanh số cho công ty. Một headhunter sẽ tương tác chính với đội nhóm, nội bộ của công ty mình, khách hàng và ứng viên. Với nội bộ agency thì team leader, manager sẽ đào tạo và phân chia job, client cho bạn. Team support sẽ hỗ trợ headhunter về việc giấy tờ, hợp đồng, công nợ, chỉnh sửa CV. Team finance thì làm việc khi có doanh thu được ghi nhận, tính thưởng, hoa hồng ra sao. Với khách hàng thì thường headhunt làm việc với bộ phận nhân sự để lấy yêu cầu tuyển dụng, đôi khi sẽ làm việc với hiring manager, người đưa ra yêu cầu tuyển dụng, hoặc giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp với những vị trí tuyển dụng quan trọng. Ứng viên được coi như là tài sản của headhunter. Một headhunter giỏi chắc chắn phải có mối quan hệ rộng và chất lượng với nhiều ứng viên, đặc biệt là ứng viên senior. Nhà tuyển dụng là ai? Các headhunter sẽ làm việc tại các công ty headhunting agency hoặc các công ty về HR outsourcing service. Các công ty này ngoài dịch vụ headhunt thì còn có các dịch vụ khác như thuê nhân sự, trả lương, tư vấn nhân sự, kiểm tra lý lịch ứng viên, vân vân. Một ngày làm việc của headhunter. Một headhunter recruitment consultant làm 360 độ sẽ phải làm những công việc như sau. Thứ nhất là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Vì sao phải là khách hàng tiềm năng? Vì công ty có nhu cầu tuyển thì nhiều, sử dụng dịch vụ headhunt công ty sẽ không phải trả phí cho đến khi tuyển dụng thành công. Nên việc của headhunter là chọn những khách hàng tiềm năng để tránh đầu tư thời gian vô ích mà không mang lại doanh thu. Khách hàng tiềm năng là những khách hàng có nhu cầu tuyển dụng thật, nghiêm túc trong việc tuyển dụng, có khả năng chi trả mức phí, hỗ trợ tốt với headhunter và hợp lý.
những câu chuyện nhiều khê với khách hàng thì nhiều lắm. Thứ hai là tìm hiểu yêu cầu khách hàng. Khách hàng muốn 10 ý nhưng một headhunter có kinh nghiệm và kiến thức phải tư vấn và phản bác lại được với khách hàng. Ví dụ như tìm vị trí Key Account Manager trong mảng mobile mà giỏi cả tiếng Trung với tiếng Anh thì thực sự là rất ít. Mức lương 2.000 đô là không hấp dẫn với vị trí này. Thứ ba là tìm ứng viên. Có rất nhiều cách để tìm ứng viên. Đơn giản nhất là tìm kiếm trong dữ liệu của công ty, tìm trên VietnamWorks, trên LinkedIn. Khó hơn nữa là nhờ giới thiệu từ ứng viên, recruiter, bạn bè hoặc headhunter khác. Mình từng gọi cho bạn sales admin của một công ty để có số của bạn sales supervisor, rồi biết được tên của sales manager. Nếu vẫn chưa thấy thì có thể dùng cách hunting trực tiếp. Ví dụ vị trí cần tuyển cần người đang làm sales manager miền Nam tại công ty A. Mình phải tìm mọi cách để tiếp cận và trao đổi đối với người đó. Nói chung kỹ thuật thì nhiều, học từ đồng nghiệp, từ công ty, từ kinh nghiệm bản thân và thêm một chút sáng tạo, linh hoạt là ổn. Tiếp theo là phỏng vấn ứng viên. Quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn mà mình rút ra là phải kiểm tra được động lực, motivation của ứng viên. Người ta nghỉ vì yếu tố gì? Ứng viên chấp nhận cơ hội mới vì những yếu tố nào? Tiếp theo là chốt deal, giúp hai bên thương lượng về lương và chốt được offer để mình có thưởng. Tiếp theo là các vị admin, sắp xếp phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ, nhập dữ liệu lại trên hệ thống, follow xong phỏng vấn, làm reference check, lấy bảng lương, làm báo cáo, gửi hóa đơn, giục khách hàng trả tiền. Có khá nhiều việc admin, đặc biệt là công ty Nhật quy trình sẽ nhiều và chặt chẽ, đồng nghĩa với nhiều task hơn các công ty khác. Làm headhunter thì yêu cầu gì? Về bằng cấp, headhunter là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng nên không yêu cầu bằng cấp của một ngành học nào cả. Thực tế, các bạn headhunter có background rất đa dạng từ nhân sự tới marketing, tài chính, tiếng Anh thương mại, quản lý chất lượng. Về kỹ năng, hầu hết các công ty headhunt đều yêu cầu khả năng ứng viên có tiếng Anh tốt khi tuyển dụng, khoảng 6.5 IELTS là ổn. Ngoài ra là những kỹ năng khác để có thể làm việc chuyên nghiệp, ví dụ như quản lý thời gian, chịu được áp lực, học hỏi nhanh, vân vân. Về kinh nghiệm, để bắt đầu với một vị trí headhunt, nếu bạn có kinh nghiệm về sales, tuyển dụng hoặc kinh nghiệm về ngành và team đang làm, ví dụ như bạn ứng tuyển vào team banking và có kinh nghiệm làm ngân hàng, thì sẽ có lợi thế hơn một chút nhưng không quá nhiều. Ai sẽ là người phù hợp? Theo nhận định chủ quan của mình, một người chịu được áp lực cao, tính cách quyết liệt và có đam mê kiếm tiền sẽ có thể đi lâu dài và thành công trong ngành này. Career Roadmap. Một lộ trình thăng tiến của ngành sẽ đi theo các bước như sau. Researcher. Nhiều agency có vị trí này, nhiều agency thì không có. Đây là vị trí khởi đầu. Công việc của các bạn là search hay tìm kiếm ứng viên hỗ trợ cho các consultant. Associate Consultant. Vị trí khởi đầu của việc làm headhunter yêu cầu các bạn kỹ năng làm việc và khả năng tiếng Anh tốt. Khi vào một agency, bạn sẽ được chia vào các team theo industry hoặc function của vị trí tuyển. Senior Consultant. Khi làm tốt tại vị trí Associate Consultant, bạn sẽ được move up lên các vị trí Senior Consultant. Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm tại các công ty khác khi chuyển sang mảng headhunt thì có thể được offer vị trí Senior ngay lập tức luôn. Team Leader. Sau khi làm Senior Consultant thì có hai hướng đi cho các bạn headhunter. Một là đi lên làm quản lý với vị trí là Team Leader hay Team Manager để quản lý các bạn level dưới. Account Manager, một hướng đi khác sau level Senior Consultant, không phải agency nào cũng có vị trí này, là làm Account Manager. Đây là vị trí đi chuyên về biller, làm job và làm với những khách hàng lớn, những account chính của công ty, chuyên sâu về một phân khúc thị trường nào đó. Team Manager, Regional Manager, Branch Manager là những vị trí cao hơn khi đi theo hướng quản lý. Business Manager là vị trí cao hơn nếu bạn lựa chọn đi theo hướng biller. Thị trường việc làm ra sao? Tiềm năng của thị trường. Đánh giá chung thì mình thấy thị trường headhunt còn rất nhiều tiềm năng do sự phát triển của kinh tế, xu hướng đầu tư của công ty nước ngoài vào Việt Nam nhiều. Nhưng cũng có nhiều cạnh tranh vì chỉ riêng miền Nam đã có hơn 500 anh hùng lương sơn bạc, tức là hơn 500 công ty headhunt đủ loại phân khúc. Nhìn chung thì các công ty có 3 dịch vụ sau. Thứ nhất là tuyển mass, tuyển số lượng lớn những vị trí kiểu telesales, salesman, phí thường là một tháng lương hoặc tính phí theo dự án. Thứ hai là tuyển executive search, tuyển các vị trí từ senior trở lên, ít nhất là những ứng viên đã có kinh nghiệm, mức phí từ 2 tháng lương và có thể cao hơn. Thứ ba là staffing, vừa tuyển vừa trả lương cho ứng viên và phụ trách các giấy tờ liên quan. Thị trường còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là khi có nhiều công ty mới thành lập, nhiều tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để mở văn phòng đại diện, công ty, nhà máy. Các công ty thường chơi team theo ngành nghề của khách hàng để hỗ trợ. Khối sản xuất vẫn rất tiềm năng, nhà máy, khu công nghiệp ở Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là khu VSIP 1 và VSIP 2. Chi phí nhân công của Trung Quốc tăng lên nên nhiều tập đoàn đang tìm kiếm những quốc gia có chi phí sản xuất rẻ như Việt Nam để đặt nhà máy.
khối FMCG, các công ty hàng tiêu dùng nhanh. Bao năm vẫn vậy, job cứ tuyển và về đều đều, không phát triển thêm nhiều nhưng vẫn rất ổn định. Khối IT thực sự là một mảng tăng trưởng bùng nổ. Có những công ty headhunt chỉ chuyên tuyển các vị trí IT thôi và đang làm rất tốt. Khối hospitality phát triển không kém mảng IT là mấy, đặc biệt lương trong ngành này khá cao. Các big players trên thị trường tuyển dụng. Trong hơn 500 headhunting agency ở khu vực miền Nam có thể tạm chia ra làm các nhóm. Thứ nhất là công ty nước ngoài, quy mô lớn. Các công ty này có đủ team để cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuộc tất cả các ngành nghề. Mỗi team thường có 10 đến 30 consultant. Ví dụ Navigo Search, First Alliance, RGF, Manpower, v.v. Thứ hai là công ty nước ngoài, quy mô nhỏ nhưng tập trung. Các công ty này quy mô không quá 40 consultant nhưng rất tập trung, tuyển chọn kỹ lưỡng. Ví dụ như Robert Walter, Ariku, Michael Page, v.v. Thứ ba là công ty Việt Nam hoạt động lâu trong ngành. Ví dụ như Talentnet, HR1, HR2B, v.v. Và cũng có nhiều top biller tại các agency lớn của nước ngoài về Việt Nam và tự mở agency của riêng mình. Ví dụ như Talent Trader chẳng hạn. Cơ hội nghề nghiệp. Có một lời đồn không chính thức trong ngành là cứ đi ra từ headhunt khi về các công ty làm tuyển dụng sẽ được offer mức lương và vị trí cao hơn rất nhiều. Cơ hội để phát triển trong nghề headhunt hiện tại có rất nhiều. Bằng chứng là số lượng agency ở Việt Nam cũng nhiều người coi headhunter là một bước đệm, đòn bẩy để đi xa hơn trong mảng HR. Bạn có thể chọn làm headhunter để một vài năm sau đó chuyển về làm các vị trí tuyển dụng nội bộ, talent acquisition, HRBP. Hiện nay mình thấy cũng nhiều tập đoàn lớn xây dựng team tuyển dụng như là một internal partner, làm việc và cơ chế thưởng theo hiệu quả làm việc hấp dẫn không kém gì agency. Có thể kể đến một số cái tên như Pico, Amaris, FA Credit, hoặc một số bạn headhunter giỏi được chiêu mộ về ngôi trường internal chỉ để tập trung tuyển vị trí C-level như Vingroup, Viettel. Nếu bạn sắp có một buổi phỏng vấn cho vị trí trong mảng headhunt, các bạn nên tìm hiểu được những điều sau để làm cơ sở cân nhắc giữa các agency khác nhau. Thứ nhất là industry hoặc function của team mình sẽ làm, khách hàng là ai. Thứ hai, leader là người như thế nào. Vì leader trực tiếp là yếu tố cực kỳ quan trọng trong nghề này. Thứ ba là target hay doanh số phải đạt và KPIs như thế nào. Thứ tư là công cụ và hỗ trợ của công ty. Gói search, tài khoản LinkedIn Premium, researcher, có admin support hay không. Và training của công ty. Mức lương thì sao? Tùy công ty mà mức lương thay đổi khác nhau, tùy theo nguồn lực và chính sách tuyển dụng và giữ chân nhân viên. Vị trí researcher lương khoảng 5-7 triệu. Associate consultant, hầu hết công ty để range lương 5-8 triệu, có những công ty trả cao hơn khoảng 8-12 triệu. Có 1-2 agency trả mức lương 1.000 đô cho vị trí associate consultant. Mức lương càng cao thì target và tiêu chí tuyển dụng sẽ tăng theo. Senior consultant, mức lương khoảng 12-25 triệu. Leader, manager thì khoảng 25-40 triệu. Quan trọng của nghề headhunter là thu nhập. Headhunter ở mức trung bình sẽ đạt thêm 3-10 triệu tiền hoa hồng trên tháng. Giỏi hơn có thể đạt 20-30 triệu. Và xuất sắc nhất có thể đạt khoảng 100 triệu hoặc hơn tiền bonus. Mỗi agency chỉ có vài người đạt mức như vậy. Vui buồn trong nghề. Mình kể chuyện vui trước này. Thu nhập có thể rất cao. Nếu đạt target thì ít nhất cũng khoảng 10 triệu một tháng. Vượt target thì có anh chị riêng phần bonus có thể lên tới 1 tỷ một năm. Gặp được ứng viên giỏi, senior và học hỏi được nhiều. Khi ở level CEO, CFO, kiến thức, kinh nghiệm, cách nói chuyện của ứng viên sẽ rất khác. Biết nhiều thông tin về thị trường lao động. Công ty này sắp mở nhà máy mới, công ty kia sắp đóng cửa, ông lớn trong mảng ô tô là ai, mua xe siêu sang ở Việt Nam có những ai, mua qua nguồn nào. Chuyện buồn thì dài lê thê, lưu ý không phải tất cả trường hợp đều như vậy. Số và số. Làm headhunter là nghề phải chịu target như sales. Thường mức target này bằng khoảng 4 đến 10 lần mức lương của consultant, tùy công ty. Làm sales mà, số bị dí hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Không những số, mà còn những KPIs khác như số CV gửi đi, số interview, số meeting với khách hàng. Hên và xui, nhiều người nói nghề này hay không bằng hên. Nhiều khi bạn gặp job tốt, bạn có sẵn CV tốt và bùm, khách hàng offer trả tiền nhanh như một cơn gió. Mọi process diễn ra trong khoảng 2 tuần. Hoặc xui thì gửi đợt đầu 3 CV chưa thành công, rồi gửi đợt 2 thêm 3 CV vẫn tiếp tục chưa được và bùm, khách hàng pending job. 3 tháng sau, khách hàng báo lại tuyển lại. Không chốt được deal bởi những lý do không kiểm soát được như vợ anh không cho đi làm. Anh có offer tốt hơn, công ty giữ lại, ứng viên bị ốm, khách hàng tự dưng không muốn tuyển nữa, tự dưng không thích job đó nữa, ứng viên biến mất. Lý do liên quan đến khách hàng tuyển để collect CV, tuyển để PR cho công ty dù không có nhu cầu. Khách hàng mà dùng một lúc 5-10 agency, yêu cầu trên trời mà mức lương dưới đất, khách hàng coi mình là cha là mẹ của consultant. Và còn có những khách hàng không trả tiền, tự
tự dưng dừng tuyển dụng không lý do, tự dưng thay đổi yêu cầu. Những khía cạnh liên quan tới ứng viên, ví dụ như ứng tuyển cho vui, ứng tuyển xem giá trị của mình thế nào, hủy phỏng vấn không báo, đi phỏng vấn để làm counter offer, qua một đêm thay đổi ý định, coi consultant là người đi năn nỉ ứng viên apply, coi thường consultant, từ chối offer không có một câu, hoặc là đến ngày đi làm thì mất hút. Seniors, họ là ai? Dưới đây là một số người khi nói về chắc ai trong ngành cũng sẽ biết, và một số người mình tin bạn sẽ học hỏi được nhiều điều. Thứ nhất là Miss Nguyễn Phương Mai, Managing Director tại Navigos Search Việt Nam. Thứ hai là Miss Trần Thị Kiều Anh, Regional Director tại Navigos Search. Thứ ba là Mr. Nguyễn Thạc Thắng, General Manager Career Coach tại First Alliances. Thứ tư là Miss Tiêu Yến Trinh, CEO tại Talentnet Corporation. Thứ năm là Mr. Đặng Xuân Bách, Head of Capability and Performance Enhancement tại First Alliances. Profile LinkedIn của các senior này, tác giả để trong bài viết ở Spyroom. Các bạn có thể click vào link ở phần mô tả để tìm hiểu thêm nhé. Hy vọng bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.